Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi nói về một đề tài không có liên quan đến chính trị. Đề tài này là đề tài dấu ấn thời gian trên khuôn mặt con người. Nó là nghiên cứu về vấn đề khoa học và xã hội. Ở bên Mỹ, nhiều người nói rằng, ô, tại sao kỳ này luật sư Hùng thay đổi khuôn mặt nhiều quá, to mặt ra và thấy rằng là già hơn, tại sao? Thì Viện Đại học Stanford của nước Mỹ có câu hỏi, khuôn mặt con người thay đổi có một sự khác biệt về dấu ấn thời gian vào những năm nào? Người ta nói thường thường là khoảng năm 40 mấy và năm 60 mấy, thì đích xác là khoảng năm nào? Qua những cái molecule, những cái tế bào này nọ đó, nó sẽ là tới tuổi của nó phát sinh ra thì năm nào? Năm nào? Đó là câu hỏi liên quan đến vấn đề khoa học và xã hội. Thì tôi có đọc báo đây, vì nghiên cứu của Stanford nói rằng là đã nghiên cứu lên trên rất nhiều trăm ngàn người từ 25 cho tới 75 tuổi. Và họ nói rằng là đương nhiên dấu ấn thời gian thì nó liên tục. Nhưng cái thời gian mà nó bộc phát, nó burst ra đó, nó bộc phát ra đó, là nó có hai thời điểm quan trọng trong đời người. Thời điểm thứ nhất đó là năm khoảng 44 tuổi. 44 tuổi là bộc ra rất rõ ràng là anh có sự thay đổi và cái dấu ấn thời gian nó lên trên khuôn mặt của mình. Trước đó đó, từ năm 25 cho tới năm 40 tuổi á, thì nó thay đổi nhẹ nhàng. Nên những người châu Á đó mà tuổi khoảng chừng 25 cho tới 35 tuổi á, là cái tuổi vàng son. Cái nét nó không có thay đổi bao nhiêu hết. Đó là tuổi vàng son. Nhất là những người phụ nữ, tuổi vàng son ở thời kỳ đó. Từ hai mươi mấy cho đến 35 tuổi là tuổi vàng son của người phụ nữ. Trong lúc nào cũng giống hết á. Giống như vậy, không có thay đổi bao nhiêu hết. Lên tới 23, 22 thì bắt đầu như vậy. Và giữ được cái nét đó lên tới khoảng 30 mấy, ít thay đổi. Nhưng mà sau 35 bắt đầu là có nét. Nó chậm thôi. Tới 44 tuổi là nó bộc phát cái bụp ra. Đương nhiên người châu Á thì nó chậm hơn, còn người châu Âu thì nhanh hơn. Đó là về vấn đề tế bào, molecule nó như thế đó. Đó là cái thời điểm thứ nhất là năm 44 tuổi. Nên ai mà bước vào khoảng năm 44 tuổi thì biết rằng là năm đó là năm có sự thay đổi lớn trên khuôn mặt của mình. Đây là khoa học chứ không phải là tôi nói, khoa học nói, các vị nghiên cứu về khoa học nói như vậy. Tôi nhớ cái khoảng thời kỳ đó tự nhiên cái mặt tôi nó nở bụp ra, nó mà nở nó bự ra, không? Đó. Đó là khoảng năm 44 tuổi. Còn một thời điểm nữa đó là sẽ nổ ra mà thấy cái vết già, đúng là vết già, bắt đầu nó già hẳn. Là thời điểm nào? Là thời điểm khoảng 60 tuổi, 60 cho tới 61 tuổi, nó mới bụp ra một lần thứ hai. Nó bụp ra lần thứ hai thì thấy rất là già rồi. Như tôi đây bây giờ là tự nhiên quý khán giả xem lại những cái clip mà năm 2020 ấy, cách đây mới có 50 mấy tuổi và bây giờ là nó khác nhau lắm. Bây giờ là cái nếp già nó hằn lên trên mặt là vì đã bước qua cái tuổi nó gọi là cái tuổi bộc phát. Cái nếp già, tuổi bộc phát, nếp già. Nên tôi cũng là loại người đang ở trong cái tuổi bộc phát như vậy. Thật là đau, đau lắm, đau lòng lắm, đâu còn trẻ trung gì nữa. Không? Rồi sau đó đương nhiên là những cái tuổi kia cũng có nếp già, nhưng mà nó càng già lẹ. Là thả thấy rồi, tới thập niên 70 thì nó già, nó xuống lẹ lắm, nó qua ngày luôn. Còn tuổi của tôi bây giờ là chỉ qua tháng thôi. Tức là cái nếp già nó đi qua tháng.
còn cái nết già của 70 rồi gì nó dễ qua ngày. Đây là trường hợp áp dụng chung cho nhiều người. Chứ trong những trường hợp đặc biệt nha, đây là những trường hợp đặc biệt thì không nói, có những người ăn chay gạo lứt rồi, có những người họ có cái bí quyết cuộc sống của họ ăn rau thường xuyên rồi gì đó là không có áp dụng nha. Tôi xin nói lại một lần nữa, đây là nghiên cứu khoa học cho những người ăn uống bình thường, những người ăn thịt cá rồi gì bình thường thôi. Chứ còn mà những người mà không uống rượu bia nè, không ăn thịt nè, không ăn cá này, chỉ ăn rau không, ăn gạo lứt hay là gì đó thì họ cái đó là Phật là thánh rồi, chịu thua. Nên đó là câu chuyện mà tôi thấy nó có cái hay. À, có người bình thường bộc phát ở 2 tuổi mà thấy rõ nét là tuổi 44 và tuổi 60, sau 70 thì nếp nhăn á, của già có thời gian nó ấn dấu lên trên khuôn mặt của mình là như vậy đó, là hàng ngày sau 70, chỉ trừ những trường hợp nào rất đặc biệt mà thôi. Hôm nay chia sẻ đến quý khán giả một bài trên nghiên cứu của Viện Khoa học Đại học Stanford, nói rằng là sau khi đã nghiên cứu trên rất nhiều ngàn người, nhiều ngàn người chứ không phải là một vài ngàn người, nhiều ngàn người, hàng trăm ngàn người từ 25 đến 75 tuổi, thì cho thấy rằng là có 2 thời khoảng họ bộc phát ra khuôn mặt già cả hay là cái gì đó thay đổi, là tuổi 44 và tuổi 60. Còn sau 70 thì đương nhiên là nó thay đổi hàng giờ hàng ngày, sau đó hàng giờ hàng ngày. Một nghiên cứu thật là thú vị, nhưng mà khi mà họ đi sâu vào thì quý khán giả biết toàn là những cái ngôn từ khoa học thôi, thôi miễn nói không. Nghiên cứu toàn là những cái ngôn từ khoa học đó thì thôi khỏi bàn, vì đọc vô cũng thấy rằng là cảm thấy rằng nó gì, nó màu trắng, nó màu trắng nó màu trắng. Vậy thì chúng ta mới biết được cái sự tổng quát là như thế. Con người thì đương nhiên là sinh lão bệnh tử, đó là câu chuyện ngắn nhất có 4 chữ, sinh lão bệnh tử. Nhưng mà thế nào gọi là lão, và hình thức lão ở châu Á và châu Âu khác nhau hay không thì có nha, trong bài nghiên cứu này nói là có nha. Cái molecule của mấy ông Á châu này á, hình như nó chậm hơn chút, đúng không? Còn mấy ông châu Âu thì đi nhanh hơn chút. Có. Sinh lão bệnh tử, cái lão á là nó bộc phát lúc nào mạnh nhất. Thì tại sao tôi không hiểu tại sao họ chọn cái tuổi 44 và phân tách nào là người Á châu như thế nào, người Âu châu như thế nào, rồi họ nói cái điểm 44 là khoảng đó. Nếu người Á châu thì có thể là 47, 46, khoảng đâu đó, tức là chưa tới, nó gọi là late 40s. Còn người châu Âu thì early 40s là đó. Rồi đến khi mà cái đợt thứ hai là 60 thì người châu Âu là 60 là early 60 hoặc là late 50s. Còn người Á châu thì là khoảng chừng 60 trở đi thôi, 60, 61, 62. Nghiên cứu đó cũng là điều mà thú vị, xin chia sẻ đến quý khán giả. Xin hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.